Bài hát Cò Lả này, một bài hát dân ca nổi tiếng Việt Nam này, bên cạnh đó là ca khúc Nhớ Ơn, một sáng tác của Thúy Hoan. Vâng, thưa quý vị, cô bé sinh ra và lớn lên tại Mỹ, và từ những ngày bé thì bố mẹ đã biết là bé có năng khiếu âm nhạc rồi và đã cho bé đi học múa trong lớp múa của thầy Đình Luân. Nhưng sau đó mới phát hiện ra là bé cũng rất là đam mê ca hát, và ngày hôm nay cũng là một thí sinh nhỏ tuổi nhất sẽ ra đây trình diễn. Và rất mong rằng những anh, những chị, những cô, những bác, những ông, những bà ngồi dưới hãy hào phóng để dành tặng cho bé Karian Anh Thư một tràng vỗ tay thật lớn. Con xin kính chào quý vị, con tên là Karian Anh Thư. Bye.
Cưng quá con ơi. Cảm ơn con nhiều nhá. Good job. Rồi.